đề 6 thực chiến đề lý. Hai chất điện dao động điều hòa trên cùng phương cùng tần số có phương trình dao động lần lượt là x1 bằng a1 cos của omega t cộng phi 1, x2 bằng a2 cos omega t cộng phi 2 cho biết 4x1 bình cộng 3x2 bình bằng 13. Thì khi chất điểm có ly độ x1 bằng 1 thì tốc độ của nó là 6. Khi đó tốc độ của chất điểm thứ hai bằng bao nhiêu? Thì ta có này. x1 bằng 1 đúng không? Suy ra x2 đang bằng cộng trừ bao nhiêu nhỉ? 3 đúng không? Đúng nhỉ? Thì ta có điều gì nhỉ? 4x1 bình cộng x2 bình bằng 13. Ta đọ hàm hai vế lên thì sẽ có là gì? Có điều gì nhỉ? 4 nhân với x1 v1 cộng với x2 v2 sẽ bằng 0. Các em hiểu vấn đề này không? Cái này chỗ này chia 2 đi thì nó đạo hàm này, xong là chia 2 đi thì nó ra biểu thức này. Thì ta sẽ có là gì nhỉ? x2 v2 sẽ bằng trừ 4x1 v1 đúng không, và bằng bao nhiêu nhỉ? 24. Đây, thay x1 và v1 vào thì nó sẽ ra bằng 24. Thì khi ta có này mà x2 thì bằng 3, vì thế nên ta suy ra v2 bằng 8. Ta chọn đáp án D đúng không? Ta có x2 bằng 3 mà cái tích này bằng 24 thì suy ra V2 bằng 8, ta chọn ý D. Chúc em học tốt.